Đèn chạy điện thì không phải ai cũng có thể sử dụng được ngay từ lần đầu tiên, và tôi cũng vậy thôi à. Nhưng khi dùng đã quen rồi thì lại không muốn quay về dùng bàn chải truyền thống luôn, vì nó đánh vừa nhanh mà lại còn sạch nữa. Tin tôi đi, chỉ cần mọi người dùng tới lần thứ 5, thứ 6 khi mà mọi người đã quen rồi sẽ thấy hối hận vì sao mình không dùng sớm hơn đó. Đợt này thì tôi nâng cấp lên con bàn chải điện BS S100 Pro này của nhà BS nè. Nó đặc biệt nổi bật với công nghệ sóng âm làm sạch sâu mảng bám lên tới 10 lần so với việc chúng ta dùng bàn chải thông thường. Và ngoài chế độ sạch sâu thì nó còn có chế độ chăm sóc răng nướu và trắng răng phù hợp với nhu cầu của mỗi người. Đi kèm là hai đầu bàn chải cực kỳ mềm và êm luôn, nên tôi thấy dù là người có răng nhạy cảm, niềng răng hay là người lớn tuổi thì mình đều có thể sử dụng được. Và mỗi lần chải thì mọi người chỉ cần đặt đầu bàn chải vào từng vị trí rồi di chuyển nhẹ nhàng, và sau mỗi 30 giây bàn chải sẽ tự động ngưng một nhịp để cho mình di chuyển sang vùng khác. Chỉ mất tầm 2 phút thôi là đã đánh xong rồi. Nếu như mà ai chưa từng thử qua bàn chải điện thì hãy thử bắt đầu với con BS S100 Pro này thử đi. Nhắc đến BS thì mọi người cũng biết về chất lượng chăm sóc răng miệng của hãng này như thế nào rồi đúng không? Nên là mọi người yên tâm nha.